Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Dell Latitude 5590 màn hình 15.6 inch. Mình sẽ quay cái cấu hình, mình quay cái ngoại hình và mình báo giá nha. Cái này là màn hình 15.6 inch Full HD rất là sáng đẹp, không có lỗi làm gì hết nha mọi người. Webcam rồi đầy đủ. Có phím số rời bên hông để mình bấm dữ liệu. 15.6 inch, phím thì bấm rất là nảy luôn. Và phím thì cũng tương đối sạch đẹp ha. Mình có tặng tấm giá phím quốc tế, mọi người dán vào là gõ kiểu quốc tế ok đẹp. Bàn rê chuột đẹp, bên này thì cũng tương đối sạch đẹp nè, và ở đây cũng tương đối sạch đẹp nha. Nhìn chung là nó cũng tương đối đó mọi người. Chỗ này nó cũng hơi có cái dấu hơi bóng nhẹ gác tay nhưng mà không có ảnh hưởng gì nhiều nên mình thấy là cũng không có ăn thua gì hết trơn. Đây ha. Rồi, giờ mình sẽ quay đến cái cấu hình nha. Latitude 5590 nó là i7-8650 ha, i7 Gen 8 nha mọi người, và RAM 32GB, không cần nghĩ tới cái chuyện nâng cấp nữa ha. SSD là 512, cái này thì chạy song song hai ổ một, mình xin lỗi, cái này chạy song song hai card màn hình, card này onboard trong máy. Cái card này là card đồ họa RAID 2GB, mọi người có thể thiết kế vẽ vời đồ họa đơn giản như mình xem phim hay này kia, nó cũng nhanh, nó cũng mượt nữa mọi người. Nó có card đồ họa RAID thì nó phải hơn cái không có rồi. RAM 32 thì cũng khỏe nữa. Nói chung là dòng 5590 cứ Latitude những cái dòng này nó rất là bền luôn, đơn giản. Sau này mọi người lỡ hư hỏng cái gì, lỡ bể màn hay lỡ làm cái gì thay thế, nó đều rẻ và nó dễ, và lúc nào cũng có đồ dinh để mình thay, nó không có phải khó khăn gì tới cái việc mà chuyện sau này. Em mình đang nói cái trường hợp mà xui rủi rồi vậy á, cái tại vì cái dòng này nó vừa gọi là nó chất lượng nó bền bỉ, nhưng mà lỡ mà mình có làm cái gì hư hỏng thì thay nó vẫn dễ luôn á mọi người. Linh kiện nó rất là dễ mua. Đây ha, SSD là 512, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, không có cái lỗi làm gì hết. Bây giờ mình sẽ quay ở bên ngoài nha, mình cũng quay nhanh tại vì đó là mình thấy là cái dòng này mình cũng hay quay nhiều, mình cũng nói nhiều về mấy cái dòng này rồi mọi người. Quan trọng bây giờ là cái ngoại hình của nó thôi, cái cấu hình thì mình cũng view nhiều. Ở ngoại hình nó thì nhìn đó mọi người thấy là nó cũng khá là đẹp. Mình sẽ chỉ một vài cái chỗ nó hơi trầy một chút xíu, không đáng kể gì. Do đây là một cái chấm giống chấm bút bi này, nhẹ nè, chút xíu thì siêu đây nữa. Trong quá trình sử dụng hoặc là trong quá trình vận chuyển lưu kho, đôi lúc nó trầy một tí thì tia ra, nó không có ảnh hưởng gì hết. Cỡ đâu rồi, cỡ 4-5 chấm gì đó, chút xíu thì siêu nhưng mà nó khó thấy mọi người ha. Một nè, hai nè, ba nè, 4, 5, đúng rồi, chỉ có 5 chấm thôi. Mà nhỏ nhỏ lắm, nó cũng không có ảnh hưởng gì hết trơn á. Vậy thôi, còn nhìn cơ bản thì máy như vậy là vẫn là đẹp rồi. Góc cạnh cũng đẹp, ngõ Type-C, USB, thẻ nhớ. Bên này thì có ngõ sạc, HDMI, USB, mạng LAN nè. Bên này thì ngõ màn hình, USB, tai nghe. Chung là đầy đủ các ngõ kết nối. 5590 thì là khá là chất lượng. B393 là mã mà đặt cho máy. Cấu hình thì ok, máy thì chất lượng. Máy kèm sạc pin và mình báo giá mọi người là 8 triệu ha. Ai chốt thì inbox mình. Mua hàng cọc mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Luôn bao dinh nên mọi người yên tâm về chất lượng. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình nha.